Chúc mừng P2D, các pioneer. Hôm nay là ngày P2D cuối cùng trước khi mạng lưới P chính thức mở cửa. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển cùng cộng đồng. Từ một tầm nhìn trở thành hiện thực với hơn 60 triệu thành viên tích cực, khi nghĩ đến từ cuối cùng, tôi không khỏi cảm thấy phấn khích. Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn về những nỗ lực và thành tựu mà cộng đồng đã đạt được trong giai đoạn xây dựng mạng lưới và tôi vô cùng háo hức chờ đợi tương lai sắp tới mở cửa mạng lưới không phải là điểm đến cuối cùng của trải nghiệm pi hiện tại mà là một bước tiến quan trọng và cần thiết với sự ra mắt này nhiều tiện ích mới sẽ có cơ hội phát triển bởi pi sẽ được tích hợp một cách liền mạch hơn vào thế giới thực khả năng là vô hạn một số tiện ích hiện tại đang bị giới hạn do giai đoạn mạng lưới đóng kín nhưng khi mạng lưới mở cửa những tiện ích đó sẽ có cơ hội bùng nổ. Chẳng hạn, chúng ta có thể kết nối các ứng dụng Pi với các dịch vụ gửi hàng truyền thống. Hoặc dễ dàng tích hợp với các mạng lưới Web 2 và Web 3 đã được thiết lập. Điều này thực sự thú vị vì nó sẽ mở rộng khả năng tiếp cận và sự chấp nhận của Pi trong dòng chảy chính. Mạng lưới Pi đóng kín đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và xây dựng một không gian an toàn để chúng ta di chuyển cộng đồng sang mainnet tinh chỉnh các tính năng như KIC và xây dựng hệ sinh thái. Từ đó, chúng ta đã trải nghiệm sự thành công và hỗ trợ toàn cầu đáng kinh ngạc. Và chúng tôi rất háo hức chờ đợi xem chúng ta sẽ phát triển thêm bao nhiêu nữa khi mở cửa mạng lưới. Hãy đọc thông báo P2D đầy đủ để tìm hiểu thêm về sự tiến bộ của cộng đồng trong điều kiện mạng lưới mở. Cùng tất cả các sản phẩm, công nghệ và sáng kiến cộng đồng đang hỗ trợ cho sự phát triển này. Hẹn gặp lại